và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Bé này dễ thương nè, đảm đang nè, hiền lành nè. Anh cứ bay nhảy đi rồi sau này về với đội của em. Anh nhớ em đang ăn con tôm đúng không? Rớt con tôm ra luôn. Bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Đó. Em tên Tài, năm nay 26 tuổi, hiện tại đang làm lễ tân ở khách sạn đi quay ở Vũng Tàu. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Nhật Anh, đến từ Quy Nhơn, Bình Định. Em 24 tuổi và em đang làm trang trí sự kiện ở Vũng Tàu. Là hai vợ chồng là đang ở Vũng Tàu hết? Dạ, đúng rồi. Chắc có lẽ là hai bạn trong một dịp đi tắm biển và gặp nhau và hai bạn quen nhau đúng không? Dạ không phải. Ờ đúng rồi. Lắm. Cơ duyên nào các bạn gặp nhau? Dạ anh là bạn của chị trong phòng, em còn sinh viên. Rồi hôm đó thì chị đang giặt đồ mà em với lại chị thì hai cái máy vi tính ở bên cạnh nhau. Thì anh này anh mới vô nói chuyện với chị này. Chị nói gì thì em chỉ trách hộ thôi, vì chị này đang bận giặt đồ. Thì ở trong cái dòng chat đó thì anh này mới bảo là Hằng ơi, Hằng có ai làm mai cho Tài với. Thì chị này mới bảo là cưng nói cưng đi. Cái xong rồi bắt đầu em mới vô, em tự giới thiệu, tự PR cho em luôn. Bé này dễ thương nè, đảm đang nè, hiền lành nè, gì giỏi giang nữa, nấu ăn được. Em tự PR em lên nè. Cái xong rồi em tự tag Facebook em vô cho ảnh, ảnh admin. Rồi đến bao lâu thì em mới nói chuyện? Cỡ độ cả nửa năm sau á. Trời ơi. Tới khoảng cái đó là kêu cái dịp gọi là đêm giao thừa luôn. Thì em chưa có bạn gái thì em ở nhà ngồi không, không. Thì lướt Facebook chuyện rồi xong rồi cũng có viết status. Xong rồi bà xã em thì mới nhảy vô mới comment. Comment nói là gì, kêu là anh là cứ bay nhảy đi rồi sau này về với đội của em. Cuối cùng á thì là đến bao lâu thì hai bạn mới gặp nhau ở ngoài đời? Dạ cũng phải cả năm sau. Cái ấn tượng đầu tiên gặp nhau đó là như thế nào? Dạ lúc đó là em nhìn hình anh này dễ thương lắm, có đang khởi. Lúc mà ra gặp ảnh á, nhìn ảnh ghê lắm, mà gọi là sai từ gì ta, nhìn nhễ nhại mà dơ dơ xấu lắm. Bạn không tưởng tượng cái dơ dơ nó như thế nào. Thôi đây, đi từ Vũng Tàu lên thành phố đi trăm mấy cây mà mang dép lào, quần rách, không cáo khoác, mồ hôi nhễ nhại đã vậy còn cái khuôn mặt thì nửa đỏ nửa đen. Em hỏi chủ anh sao vậy anh? Anh đi giữa đường anh bị rớt khẩu trang em, gọi là mặt phải màu. Là anh chạy xe từ dưới lên. Dạ vâng, thì bà xã em bị say xe bẩm sinh thì đi xe đò đồ không có được. Nên em hồi đó lúc mới quen nhau thì cứ đi xe máy lên đây rước về đó chơi, chơi xong trở về lại xong rồi chạy về. Nhưng mà chị muốn hỏi cái cảm giác của em lúc mà em gặp vợ em có giống như vậy không? Có khác một xíu là thấy không mập gì trong hình thôi. Không mập gì, nhưng mà em thích. Thích thì cũng đã thích từ ở trên mạng rồi. Tức là thích rồi. Hỏi đến bao lâu thì em mới chính thức là nói cái lời yêu cô gái này? 3 tháng sau rồi. Ở vào sinh nhật em thì em cũng lên đây đón xuống, thì nhân dịp sinh nhật thì em làm luôn. Hòa đồng ý không? Trời ơi, gài hàng. Lúc đó là sinh nhật của ảnh thì ảnh đãi ở nhà ảnh, mẹ nấu rồi mời mấy bạn tới chơi. Xong rồi em đang ngồi ăn bình thường vậy á, thì ảnh một phát ảnh giới thiệu em là gấu, là gấu gấu của ảnh. Xong rồi em mới bất ngờ, trời ơi gì vậy trời, chưa có nói hỏi mình gì hết, mắt tự nhiên giống như là vô cái thế mà gọi thế rồi, qua mặt luôn á, qua mặt luôn. Em nhớ em đang ăn con tôm với không, rớt con tôm này. Rồi tụi em yêu nhau bao lâu thì tụi em mới cưới? Dạ khoảng 3 năm hơn. Dù yêu nhau có trơn tru? Dạ nói thật chắc là tụi em chính xác là phân nửa đó là gọi là yêu xa. Lần mới quen là em còn học trên phố, thì cũng 2 tháng rồi gặp nhau một lần. Cái đến khi em ra trường rồi á thì em phải bay ra Hà Nội làm việc. Do nhà em ở ngoài đó cũng có làm nhà hàng hải sản ngoài đó. Nên thành ra là ra làm việc đến nửa năm. Rồi cái mẹ em mới vì em nên là ra sang quán ngoài đó luôn, là để cho em vào trong này. Chứ mẹ em biết là em nhớ anh này lắm, cứ làm ở ngoài nhưng mà cái tâm hồn thì cứ ở trong này. Nên thành ra em quyết định về Vũng Tàu làm với anh luôn. Rồi 3 năm là cưới. Dạ. Vậy thì 3 năm là đã tìm hiểu quá kỹ và quá hiểu về người bạn đời của nhau rồi đúng không? Dạ. Vậy thì cưới nhau về có cái gì dở mộng nhau thêm không? Chồng em dễ thương chắc không có tính xấu đâu đúng không? Mấy năm rồi, hai đứa có em tốt. Dạ anh được nửa năm.
À mới có nửa năm thôi. Dạ dạ mới cưới được. Yêu nửa 3 năm. Năm cưới được nửa năm. Dạ. Ồ vậy là trong 6 tháng đó là lòi ra những tật xấu gì? Dạ tật xấu thì ảnh thì mê game. Cứ nấu cơm xong rồi, anh ơi, anh sắp xong rồi, từ từ đã, cứ sắp xong rồi thiếu điều xúc cơm lên đem đút cho ảnh vậy. Ảnh cứ sắp xong. Nói chung là bực bội. Nói chung là bận chinh chiến đúng không? Dạ bực bội lắm. Rồi ngoài cái tật mê game ra còn tật gì nữa? À còn có cái tật mà không đúng giờ, cứ gọi hỏi là anh sắp về chưa, chờ chút. Sai giờ vậy không? Là chờ chút của anh là chắc còn phải cả nửa tiếng hẳn là một tiếng. Nói chung là không có chính xác giờ giấc. Đúng dạ chưa? Đúng rồi. Rồi còn tật gì nữa không? Kỳ kỳ gì gì. Bố rối quá vậy không nhớ. Nhiều lúc dị quá đâu dám nói được. Kệ nó, ở đây tao thích nghe dị. Ảnh có cái tật là xả bom. Mà ảnh thực sự mỗi lần ảnh xả bom một cái là ảnh xin phép. Ảnh xin phép người này người nọ. Tao quá lịch sự đúng không? Ủa nhưng mà cái lúc mà yêu nhau anh có thả không? Cũng có. Thì lúc nào em làm chung với ảnh nó toàn là bị mắng vốn mà. Vậy hả? Thì em làm bên ngoài hồ bơi, còn ảnh thì làm trong lễ tân vậy á. Cái xong rồi bắt đầu mấy chị Trúc, chị Tư rồi chị Thơm kêu chứ. Thằng Tài nó như vậy, thằng Tài nhìn nọ. Ủa thả mà đến nỗi mà nhân viên biết luôn hả? Dạ trong bộ phận của ảnh á. Nói chung là ảnh thả từ nhà cho đến chỗ làm luôn. Rồi tụi em mới cưới nhau về mà chỉ là tụi em cũng là trẻ. Dạ. 20 mấy tuổi thôi. Dạ. Vậy thì có giận nhau, giận nhau nhiều không? Tài, bây giờ hỏi em nè, vợ em có hay giận em không? Có giận hoài á. Không có cái giận giận mà dai nhất là 2 ngày luôn á. Rồi đó giận ghê lắm, giận mà hả? Đâu có cho nằm kế đâu, giống như là nằm đi nằm riêng, ở riêng luôn. Ly thân luôn đó. Đó đúng rồi, giận ly thân luôn á. Năn nỉ hoài, năn nỉ mãi mà không chịu hết, giận ghét qua em giận lại cái tự nhiên là. Mà lý do gì vậy? Kỳ đó thì em đi ăn uống với bạn bè thôi. Xong rồi tao ăn uống về thì say, mấy bạn có rủ đi massage chân. Massage xong rồi thì vợ nghe massage cứ tưởng đi massage bậy bạ. Là giận về giận quá hay giận luôn. Ủa nhưng mà tại sao em giận? Nghe cái chữ massage là bắt đầu người em máu nóng nó nổi, nó dồn lên não vậy á, bực lắm, tức lắm kìa. Cái xong rồi kêu anh massage chân chính mà, chừng nào anh dẫn em đi để em biết, cái em mới lườm, còn dẫn đi nữa hả? Rồi bây giờ sẵn tiện đây nè. Rồi kể luôn đi, cô này còn có tật xấu gì nữa? Trong nhà em có hai thứ không thể thiếu. Thứ nhất là tâm, thứ hai là bông quấy tai. Sao vậy? Giờ em có cái tật là ngủ cũng quấy, vệ sinh cũng quấy, ăn cũng quấy. Mà nhiều lúc nằm mơ cũng quấy luôn. Quấy tai á? Dạ đúng rồi. Lấy cái gì quấy? Lấy dạ, tay lấy bông quấy tai. Ồ, mà sao tâm xỉ răng? Vậy không, tâm xỉ răng là em hay xỉ răng thôi. Có nhiều người ghiền cái thứ vậy nè. Dạ đúng rồi. Thì đi đâu cũng thủ bịch bông lấy tay luôn rồi. Nhiều lúc em móc bông lấy tay giờ ra cũng còn. Đâu, là cái đây là gì có túi. Em móc máy tay để cho thoải mái không? Đâu. Để kêu tăng cường em nguyên bịch. Ba lô em nào có sẵn. Ủa, em ngủ bằng ngoái tay có ảnh cầm vô ảnh cường điệu hóa lên chứ. Không có gì, em thấy ngoái ngoài rồi. Ngủ mà ngoái tay là lăn qua cái là chắc cái lấy được bằng nhỉ ra luôn á. Không có đâu, anh cường điệu hóa lên. Ủa nhưng mà em ngoái tay nhiều em biết nguy hiểm không? Dạ có. Có khi nào mà bị sự cố mà phải đi dạ, sự cố mà phải đi bệnh viện có không? Có một lần bị quấy quá xong rồi đau tay, bị sưng hay sao á, xong phải đi bác sĩ. Xong rồi ra bác sĩ lại lấy cái bông ngoái tay ngoáy vô tiếp, ngoáy để chét thuốc vô. Dạ xong. Hết chưa? Chưa. Dạ hết rồi, lúc đó thì đau quá. Cái xong rồi thề không bao giờ ngoáy tay nữa. Anh ơi, ở trong nhà mình á, ngõ ngách nào, hẻm hốc nào, trong túi em, quần áo em coi anh có là anh vứt hết cho em ngứa tay lắm. Cái lúc đó đau quá rồi chịu không nổi nữa. Tới lúc đó thù của ngoáy tay. Cái lúc khi mà lành lại rồi mua tiếp, ngoáy tiếp. Ngoáy nữa hả? Dạ. Bị ghiền á. Bị ghiền á. Có những người bị ghiền nhổ tóc nữa đó. Trời ơi. Nhổ dạ, một dạ, chỗ đấy. Phải không? Nhổ tóc xong rồi lấy tóc quấy tay xong rồi lấy kia quấy để đỡ ghiền. Bây giờ anh hỏi em nè, em mong muốn xã em thay đổi điều gì? Ít chơi game lại thôi, lại là giờ giấc đồ sắp xếp sao cho nó ổn định. Là không xài giờ dây thun nữa đúng à, không? À dạ, không xài giờ dây thun. Và đừng làm con ma nhà họ Hứa nữa. Rồi chú rể có chiếc răng khểnh. Mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Bớt ngáy tay lại, không sợ điếc. Nói gì chứ nhiều lúc nói anh yêu em cũng nghe cũng mệt. Nghĩ không được. Thì với lại bớt vợ thấy gì chứ, vợ chương trình vợ giả bội thôi chứ giờ về nhà vợ hay la em lắm. La mà có đánh đòn không? Vợ em mà đánh chắc cũng chết. Vợ em có muốn có em bé liền đúng không? Hay là đang kế hoạch? Dạ tính là 2 năm nữa mới tính, do cũng còn chắc trẻ chắn đúng không? Dạ. Mà hai đứa mới lấy nhau có nửa năm thôi, bây giờ tận hưởng đi. Tận hưởng một thời gian nữa cho nó sung sướng cuộc đời đi. Rồi đủ chín chắn đi, rồi đủ hiểu nhau từng chân tơ kẻ tóc đi, lúc đó có con. Đúng không? Vấn đề gì đâu. Chúc hai đứa hạnh phúc được không? Nha. Dạ. Rồi, nghe, bớt ngoái tay nghe chưa?
Rồi, cảm ơn hai em. Dạ, chúc hai em mãi mãi hạnh phúc. Dạ. Rồi, nắm tay. Nó không ôm bỏ giữa đường, giờ sợ quá ôm luôn. Bà xã là lần đầu tiên luôn. Nếu mà em biết trước, thời gian trước nữa. Cưới sớm. Cưới sớm rồi. Mời quý vị dành một tràng pháo tay để chúng ta tiếp tục nghe những câu chuyện về cặp vợ chồng thứ hai. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em. Dạ. Em có bị căng thẳng không? Không. Có cảm thấy run không? Không. Đẹp trai quá, thiệt luôn. Thôi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên Đào Tuấn Hoàng, năm nay em 22 tuổi. Em đang làm gì? Dạ, em đang làm phụ bếp. Rồi, mời em. Dạ, em tên là Lâm Đức Vinh, em 22 tuổi, em đang làm nhân viên bán hàng. Ủa rồi sao mà một người ở trong bếp, một người đi ngoài đường sao gặp được ta? Hay vậy? Kỳ quá. Thiệt chứ, đúng không? Hai cái công việc không có liên quan á. Cơ duyên nào các bạn lại gặp nhau? Dạ thì cách đây 5 năm á thì tụi em có chơi ô la. Rồi cái thấy nick thì thấy hai đứa giống nhau, ảnh thì nhóc gà, em thì bé gà. À, cũng gà, bé gà. Ồ, lấy hai tên gà luôn. Trời ơi, cái mặt lại giống rồi mà lại cái nick nó cảnh giống. Rồi tiếp theo là sao? Dạ thì ảnh nhắn tin nói chuyện, xong rồi khoảng một tuần sau thì ảnh hẹn đi chơi. Lúc mà em gặp bạn này á, là em thấy bạn này đẹp gái không? Lúc mà em gặp á thì em thấy dễ thương thôi. Nhưng mà lùn mà được cái ít nói thì em thấy vậy em chịu rồi. À chịu, Mà hai đứa này nó giống nhau hết nổi. Ừ đó nữa. Cái lăng nó cũng giống. Em sao? Em thấy chồng đẹp trai không? Lúc mà nói chuyện ở trên Ola thì thấy ảnh gửi hình thì trắng, mà tóc thì gọn gàng, nhưng mà lúc mà gặp ở ngoài thì đi xe độ. Rồi tóc thì cắt bên đây một bên, rồi để mái dài xuống, rồi vừa đen vừa ốm, vừa xấu nữa. Vậy thì cái ngày mà đầu tiên đi chơi đó là em leo lên chiếc xe độ của anh đi luôn đúng không? Dạ, em vừa sợ vừa run, em cũng không muốn leo lại, muốn đi vô nhà lại. Ảnh thì ảnh nói thôi giờ đi đại, cái leo lên thì đại luôn. Mà sợ, trong lòng thì sợ. Sợ mà vẫn leo lên đi. Rồi có lũi ổ gà không? Chơi chiêu á. Không. Không có lũi ổ gà. Lạnh kêu ôm. Trời ơi, lần đầu tiên gặp nhau kêu ôm luôn rồi. Em có ôm không? Nó không ôm bỏ giữa đường, giờ sợ quá ôm luôn. Trời ơi. Con nít quỷ. Rồi bữa sau vụ tới cái gì? Cũng nhẹ dạ thiệt luôn. Mà lần sau là có vụ ôm không? Hay là tự động ôm? Dạ tự ôm. Rồi sau khi ôm rồi đó, ổng có vụ gì tiếp nữa không? Dạ không. Thiệt không? Dạ thiệt. Nói vụ gì không? Chỉ mình nắm tay thôi. À, lòi ra cái vụ nắm tay kìa. Tự động nắm hay là? Nắm tay thì em gạt hết rồi. Ví dụ trên cái đường á thì xe để nhiều quá rồi mới đi xuống dưới đường. Đó, đi dưới đường thì em đưa tay thôi, giả bộ. Nói xe kìa, thì em nắm tay rồi, nắm luôn, đi đi. Trời ơi. Mà đã dính vô tay Quang rồi, nghĩ sao Quang buông ra. Rồi để hỏi tiếp nè. Rồi lúc mà vụ hung sao? Đó giờ em chưa hung ai hết. Bà xã là lần đầu tiên luôn. Nên thôi, nó thôi giờ nhắm mắt hung đại. Mà hôn đâu vậy? Hôn ngày má thôi. Thì đúng rồi, hôn ngày má là quá lắm rồi. Đó em cảm thấy sao Vinh? Thì em cũng vừa run vừa sợ. Em sợ làm gì vậy. Rồi sợ quá bỏ về hay là như thế nào? Lúc đó là cái cảm giác của em là nó làm sao? Hung nó cứ giống như trên phim không? Có ngon miệng không? Hay là... Trời ơi, ngon miệng nữa. Chứ hồi nhỏ tôi coi phim thấy mấy người mà trở nên hôn nhau cho nó đẹp mà nó lãng mạn mà nó tuyệt vời dễ sợ. Ngon miệng nữa là hôn làm gian hủ tiếu. Trời ơi, dễ thương á. Hôn xong rồi đi đâu? Dạ thì hôm đó là đồng ý quen thì quen khoảng 5 năm. Nhưng mà tụi em mới có 21 tuổi mà tụi em cưới như vậy là có thấy là cái tuổi của em là còn quá trẻ và cưới như vậy là quá sớm không? Thì em nghĩ giờ em cũng còn có mình à, gia đình em còn có mình em à. Nên em nghĩ chắc cưới sớm đi cho mẹ em vui. Với lại quen lâu quá rồi, em sợ vua. Nhưng mà sợ vua, em sợ vua. Chứ là mấy anh mấy chị là lấy chồng lấy vợ hết rồi. Là còn mình ơn em thôi, cho nên cho mẹ yên tâm luôn đó. Con lê cho rồi đi ha. Em có nói cái điều này với vợ em biết để vợ em đồng ý lấy em không? Có chứ, em nói hoài. Có nghĩa là em cưới là em phải dụ vợ em đúng không? Ảnh cứ nói thôi giờ cưới đi, giờ quen lâu quá rồi không cưới, mốt quen người khác được đâu. Nhưng mà bên gia đình bên em cũng đồng ý liền hả? Dạ, dạ đồng ý. Vậy cũng tại tốt vì rồi. Cũng biết 5 năm rồi mà. Dạ. Đúng không? Ủa giờ là hai tụi em là ở riêng hay là ở chung với bên ba mẹ bên nào? Dạ ở bên với ba mẹ em. À ở rể đúng không? Vui không? Vui.
Nếu mà em biết trước, thời gian trước nữa. Cưới sớm. Cưới sớm hả? Tao tôi đi quốc trong ở nhà là ba mẹ vợ em thương em không? Dạ có. Ủa rồi mình đi về rồi ba mẹ có đi theo mình không? Dạ có, hai bên gia đình mẹ đi theo. Hai bên gia đình đều có mặt ở đây dạ. Luôn. Không biết bà ngoại với bà nội là ngồi chỗ nào? Ồ oh, à. Trời ơi. Để tôi đoán nghe. Cô áo tím thẩm nè là mẹ chồng. Ê, anh đi nay quá. Hay lắm. Ôi, hay lắm luôn á. Rồi, bây giờ trước khi mà chúng ta bắt đầu kể thật xấu với nhau, anh muốn hỏi hai em, nhân cơ hội này và có sự xuất hiện của hai vị phụ huynh ở đây là hai người mẹ của mình. Vậy thì hai em có muốn nói điều gì cho hai người mẹ của mình á? Dạ, con cảm ơn ba mẹ đã coi con như con ruột. Con lần đầu về làm rể, đó giờ con có làm sai gì mong ba mẹ tha lỗi cho con. Trời ơi, cô dâu tiếp lời luôn nè. Dạ, qua cái chương trình này thì con mong là hả ba mẹ thông cảm, rồi con có làm sai cái gì thì bỏ qua cho con. Thì sau này á, nếu mà con có cơ hội về làm dâu thì con sẽ làm được một người dâu hiếu thảo. Nói luôn là nếu như sau này con đẻ 10 đứa thì bà ngoại bà nội chăm giùm con. Rồi, thôi giờ chúng ta sang cái phần vạch mặt nhau đi. Ha, bây giờ cho phép em trước đó. Bây giờ Vinh từ ngày cưới nhau về thì cô ấy có tật xấu gì không với một cô gái xinh đẹp như thế này? Dạ có, lúc mà chưa cưới á em vừa nói một cái là giả liền. Còn như giờ mà vừa nói cái gì đúng không? Lúc đó là chưa cưới á là em quyết định không à, giờ cưới xong em thấy khổ lắm. Mỗi lần em có ý kiến gì ra suy nghĩ xong bắt đầu rồi bàn ra luôn. Xong rồi cãi ngang lắm, giờ nhõng nhẽo giận. Tức là cuộc đời nó cũng có công bằng đó em. Đó. Lúc trước thì mình kèo trên, bây giờ dạ, tới phần sau ơi, mình phải kèo dưới mà, thôi. Cái chuyện mà lật ngược thế cờ là chuyện bình thường. Bình thường. Bây giờ hỏi nè. Đó. Bây giờ mình ở nhà vợ đúng không? Ừ. Chắc chắn vợ chồng phải có gây lộn. Em có dám nói lớn không? Chứ còn giờ nó ở nhà nó nói lớn được, chứ giờ mình nói lớn á, mình sợ. Đó. Có khi nào có cái tâm lý đó không? Toàn là em thua mà. Thua chắc rồi. Thua là chắc rồi. Tại vì vợ em vừa cãi vừa mít ướt thì em sợ gia đình phát hiện. Em đi ra ngoài thì ngõ trong thì khóc. Nhưng mà em thấy em vừa vô tới là la lên, nhõng nhẽo la lên. Rồi tay thì bấm điện thoại nhắn tin mét mẹ em nữa. Trời ơi, Dương Đông là mét mẹ chồng hả? Dương Đông kích tay. Trời ơi, quánh mà quánh rồi như là quánh là trước sau luôn ha. Ủa nhưng mà ở đây đàn ông với nhau em có thể chia sẻ nỗi khổ vậy? Không, mà mỗi lần giống vậy thì em ngủ trước im không nói gì hết, và mấy ngày sau rồi nói tiếp vậy thôi. Ủa nhưng mà có khi nào anh ấy phản ứng không? Có lần em hù á, đi ra ngoài luôn không về luôn. Đó, chờ em đi luôn, nó chỉ nói một câu là đi đi vậy đó. Chỉ nói một câu mộng thôi, đi đi. Trời ơi, cái câu đó nó còn nặng nề hơn là chửi nữa. Trời ơi, khổ tâm hết sức nè. Bây giờ còn tật đó không? Dạ không. Phải có một cái gì trị cái tật này chứ. Thì mỗi lần mà nhà không có ai đi, vợ chồng nói chuyện á, mà em thấy cái kèo mà sắp sửa muốn gây rồi đó, rồi em cho trong phòng luôn, kéo cửa lại. Em đứng ngoài, đợi nào thấy em thấy giãn rồi đó, em mở cửa ra nói chuyện tiếp, còn không được em nhốt tiếp. Trời ơi. Chị không có kèo dưới đâu nha. Kèo này cũng dữ à. Rồi bây giờ tới em đó Vinh. Anh này có tật xấu gì không? Dạ thì ảnh mê game. Vợ dọn cơm xong hết rồi kêu đi tắm này kia, cũng ngồi đó chơi game. Đợi anh xíu. Lát hồi tiếng, hai tiếng sau mới ra ăn. Ủa nhưng mà ăn chung với ba mẹ hay là hai vợ chồng ăn? Dạ tụi em ăn riêng. Vậy sao ba em mốt mỗi người con tô ăn? Em có ý kiến vậy bộ mà không chịu. À, vợ ta thương vậy không chịu. Trời ơi, gặp vợ tôi là chắc có nước là bị đạp rồi. Quá nhà em, nhà em nói xấu hơn Liên vừa phải thôi nha. Thôi chương trình này tôi cắt ngay, chưa đừng có nói chưa. Thôi bây giờ em mong muốn anh này sẽ thay đổi điều gì? Thì em muốn là quan tâm vợ hơn, như về đừng có chơi game nữa. Vợ dọn cơm kêu ra thì ăn cơm, rồi bớt cọc tính lại. Nói chung là em thích được ăn cơm chung với chồng. Dạ. Còn em? Mong muốn là vợ đừng có cãi, với lại bớt nhõng nhẽo lại. Dạ. Thực ra thì ở chung với ba mẹ thì có những cái hay và có những cái không hay lắm. Không hay lắm ở đây là như thế này. Ví dụ tụi em cứ ỷ lại ba mẹ mà không biết tách ra để tự lập thì tụi em sẽ không có chững chạc á. Bởi vì bây giờ tụi em còn quá nhỏ.
đó, so với cái những tuổi mà để mà thành lập gia đình đó. Ừ. Thì theo chị là bây giờ mình tập cách sống, cái cách đối nhân xử thế trước. Thứ nhất là chồng mình lấy vợ về á, cho dù là mình ít tuổi thì mình vẫn phải chứng tỏ mình là một người chồng, mình trưởng thành. Thì tại vì tụi em lấy nhau lúc tụi em nhỏ tuổi thôi, nhưng mà nguyên tắc khi mà mình đã lấy vợ rồi là mình đã có một gia đình nhỏ, phải học những cái kinh nghiệm của ba vợ mình, của ba mình và của những người xung quanh, thì để sau này nếu như tụi em có điều kiện tụi em tách ra riêng á, tụi em không bị chơi với đó. Còn vợ thì phải chú ý về cái mối quan hệ giữa chồng mình với lại ba mẹ mình, để đừng có đưa đến cái chuyện là nhiều khi hiểu lầm nhau, hoặc là ba mẹ buồn làm chồng mình rồi ngược lại chồng mình bị cái mặc cảm ở rễ đó. Cái đó là cái mà phải hết sức khéo léo của cái người vợ. Thì thông qua những chuyện này tự động tụi em sẽ có kinh nghiệm, sau này tụi em sẽ vững vàng khi mà tách ra ở riêng. Đúng không ha? Rồi, chúc hai em luôn luôn vui tươi và luôn luôn hạnh phúc nhé. Dạ, và mong sớm có em bé cho bà ngoại ta nói. Cảm ơn.